thưa sư nếu có chiến tranh xảy ra thì Phật tử phải làm gì? À, thưa với quý vị đó. Đạo Phật là một tôn giáo um, không ủng hộ chiến tranh. Như là ở trong kinh um, uh, kinh Đại Bác Niết Bàn Vua A Xà Thế muốn tấn công dân Sư Chi, ông không dám tới hỏi trực tiếp Đức Thế Tôn. Bởi vì ông biết là thế nào Đức Thế Tôn thì không thể nào ủng hộ chiến tranh được. Nhưng mà nếu như Đức Thế Tôn mà cản á, thì có nghĩa là Đức Thế Tôn phải chịu trách nhiệm cho cái vấn đề chính trị của vua A Xà Thế. Đấy. Um, thành ra là bây giờ mình um, dựa vào một số cái dữ liệu lịch sử như là trường hợp dòng tộc thích ca khi mà bị vua lưu ly diệt đức thế tôn đã hỗ trợ một cách hòa bình bằng cách đứng cản đường và ngài chỉ ngồi đó thôi và vua lưu ly mới hỏi là bạch thế tôn tại sao ở cái gốc cây này đó nó không có cái nó nó nắng như vậy mà ngài ngồi trong khi cái cây kế bên, bên nó nó mát biết là bao nhiêu đức thế tôn mới nói cái bóng mát của cái gia tộc đó, dù sao nó vẫn mát hơn và vua lưu ly biết là đức thế tôn à, có cái ý cản cho nên là vua lưu ly quay về và ba lần như vậy khi vua lưu ly xuất quân ba lần đức thế tôn cản đường ba lần nhưng mà đến lần thứ tư á, đức thế tôn biết cái nghiệp của dòng tộc thích ca tới rồi cho nên ngài không có cản thành ra đó quý vị có nếu mà mình có cái gan nha có cái gan thì tay không tất sắt nha tay không tất sắt đứng ra cản xe tăng nó làm tôi nhớ đến cái sự kiện thiên an môn đây nè có gan á có gan á tay không tất sắt đứng ra cản xe tăng và cái sự kiện này là một vết nhơ của trung quốc tại vì họ đã giết thường dân không có sức phản kháng nhưng mà đó là cái vấn đề của rất là nhiều năm về trước thế giới bây giờ nó không có giống như hồi trước anh có thể anh chỉ được quyền giết cái người lính thôi tức là người cầm súng nha anh mới được giết thôi còn cái người mà không có khả năng tự vệ đó mà anh giết á mà nó bị đưa lên nó bị công khai đó là anh chết anh và cái này là tất cả các quốc gia gây chiến họ đều phải tránh có thể là à, mưa bom bảo đạn những cái mảnh vụn nó rơi và thường dân chết thì họ không họ, họ có thể họ tránh được cái công luận quốc tế nhưng mà nếu như mà họ trực tiếp họ dám cầm cái súng mà họ chĩa vào thường dân tay không tức sắc hoặc là dám họ lấy cái xe tăng mà họ cán qua là họ chết với công luận quốc tế không phải chuyện đơn giản đâu thành ra nếu như mà chiến tranh mình có thể um, thực hiện một cách hòa bình không nhất thiết là mình cứ phải cầm súng Um, còn nếu như mà trong nếu gì muốn hỏi thêm một cái khía cạnh nữa thì chúng ta có thể tham khảo um, uh, cái sự kiện dòng tập thích ca đó tức là dòng tập thích ca thà bị giết chứ không phạm giới đặc biệt là giới sắc sanh uh, cũng không có nói dối nữa chứ là có à, không nói là uh, Thí, thí, dụ nha giờ ông hỏi ông dòng tộc gì cái vị có vị bị đó cầm cái cây lao á à, tôi là thích ca cây lao thí dụ như vậy tại vì cái từ Bali thì sư diễn dịch ra cho quý vị hiểu thích ca cây lao thì họ nghĩ thích ca cây lao không phải thích ca thành ra họ bỏ qua rồi có ông thì ông ông cầm cái bông sen họ hỏi ông dòng tộc gì anh này tôi dòng tộc thích ca bông sen <laughs> thì thì như vậy không có phạm giới nói dối nhưng mà họ khéo thôi thành ra là họ thoát nạn chứ không có phạm giới nói dối nha và trong cái trường hợp đó đó vua lưu ly quý vị biết cái kết cục rồi ha là bị nước cuốn trôi thì như vậy do đâu do đã giết rất là nhiều người thà chết không phạm giới và trong khi đó thánh nhiều lắm à, cho nên là quý vị ráng giữ giới đi ừ, nếu có chiến tranh thì ráng giữ giới đi tôi biết tôi biết bởi cái bà con hỏi câu này á, làm chiến tranh nga với ukraine, ukraine đang xảy ra, thì mình mới hỏi câu này, nhưng mà tôi không có trả lời cho cái câu này mà tôi trả lời cho cái câu ngầm là là tại đang đang diễn ra chiến tranh ở bên phương tây thì đến đây á làm gì thì cũng câu trả lời thôi, đó là làm thinh, <laughs> làm thinh ngồi bàn mệt quá chiến tranh úc nga mình lo nhất là mình lo gì lo kinh tế mình lo kinh tế xuống giá tùm lum mới mà nghe phải phật tử đăng facebook zalo tùm lum dân xăng lên thăng tăng gì đó tùm lum mà xăng dầu có đủ thứ hết lo lo vì anh nhớ tại mình không có phước còn khi mình có phước rồi á không ai làm gì được mình hết á nó thả vậy á nói chuyện ảo chứ ông duy ngọc duy ngọc của ông cấp cô độc khi mà à, ông chủ giả ông lại ông chụp ba chỗ khác cho nên tại mình thiếu phước rồi mình mới lo suy nghĩ thình tù cư cư học học cái chữ làm thình mà cái chữ này á, nó đòi hỏi tệ tệ là phải 10 năm chiêm nghiệm giáo lý mười mười mấy hai chục năm mới hiểu được cái giá trị của sự im lặng tôi biết quý vị gài nhau nhau ví dụ úc với ukraine với uh, nga đánh nhau bởi người ta đánh kệ người ta đi <laughs> đây mình làm thinh thinh tôi gì có cái cơ hỏi làm gì làm thinh người ta hai người đang chửi lộn nhau mình làm gì làm thinh làm gì vô buộc khù mỏ hả <laughs> thì á ngày nào á mình mình tập mình tìm hiểu về cái sự yên lặng trong Phật giáo như chiếc chuông bị bể từ mình giữ yên lặng thì mình thấu đạt cái sự im lặng là ngày đó mình ngon mình bình bình mình khỏe khỏe mình sống mình tu còn mình nhôi nhôi hoài đó nhiều người trong đạo 10 năm 20 năm buông ra nhôi nhôi không im lặng được cái sự im lặng nó giá trị lắm sẵn thì nếu như mà quý vị quan tâm đến cái cuộc chiến nga ukraine đó thì sư đã có cái um, đã có cái bài viết là cộng nghiệp ở trong cộng nghiệp trong chiến tranh ha đó, trong cái buổi sinh hoạt đêm rầm vừa qua đó quý vị muốn nghe thì mở ra nghe lại sư có nhắc một vài cái vấn đề quan trọng ở trong đây